làm rõ câu chuyện mẹ túm áo rách lủng lẳng con vài tháng tuổi. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin Tức Dân Trí. Cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh câu chuyện một người mẹ đối xử thô bạo, túm cổ áo con ruột vài tháng tuổi, rách lủng lẳng trên tay. Trao đổi với phóng viên báo Dân Trí chiều ngày 12 tháng 6, ông Vũ Đình Kỳ, trưởng công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội Facebook về một người mẹ được cho là đối xử thô bạo với con ruột khoảng vài tháng tuổi xảy ra trên địa bàn. Trước đó, nhiều nhóm trên mạng xã hội Facebook đã đăng tải một câu chuyện một cháu bé khoảng vài tháng tuổi bị mẹ ruột đối xử thô bạo xảy ra ở xã Phương Liễu, huyện Quế Võ. Kèm theo câu chuyện trên là hình ảnh người phụ nữ đứng trước cửa phòng với biểu hiện đang tranh cãi với ai đó, trên tay phải người phụ nữ là em bé đang đóng bìm bị túm lủng lẳng. Theo thông tin được chia sẻ, người phụ nữ trong bức ảnh được cho là mẹ ruột của cháu bé này. Ngay lập tức câu chuyện trên đã thu hút sự quan tâm và phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng. Theo trưởng công an huyện Quế Võ, ngay sau khi câu chuyện được đăng tải trên mạng xã hội, đơn vị đã cử cán bộ về địa phương tìm hiểu thông tin cụ thể và kết quả giải quyết vụ việc này như thế nào. Chúng tôi sẽ tìm thông tin lại sau, vị này nói. Nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin Tức Dân Trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Sơn La nâng điểm thi giá 1 tỷ đồng bằng lương 30 năm làm nghề giáo. Một giáo viên đi dạy bằng sức lao động chính đáng, tính cả tiền dạy thêm, gia sư, tích góp cả đời cũng khó lòng chạm đến con số tiền 1 tỷ đồng. Đó là chia sẻ của giáo viên trước thông tin về gian lận điểm thi ở Sơn La. Có bị can khai với công an để rút bài thi sửa điểm 3 môn đạt mức điểm theo yêu cầu trong tổ hợp xét tuyển đại học, trung bình mỗi trường hợp giá là 1 tỷ đồng.